Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại cái video tiếp theo của mình. Mình là anh Túc đây. Ai chưa đăng ký kênh mình cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình, được chưa? Thì đến cái video hôm nay thì mình để hướng dẫn cho anh em chơi cổ kèo Adairop Điền Form, được chưa? Thì cổ kèo này các bạn làm nhanh nha. Thì nó bắt đầu từ hôm 17 mà đến 20 tháng 4 là nó kết thúc, được chưa? Thì còn khoảng mấy tiếng nữa thôi thì anh em xem được cái video này thì cố gắng làm nhanh cho mình nha. Thì các bạn kích vào đường link đấy, dưới phần mô tả mình có để thì nó ra giao diện như vậy, được chưa? Thì các bạn có thể thấy đây, quả kèo này có tên là Lassie Token, được chưa? Airdrop 20.000 Lassie trị giá 90.000 đô la. Nói chung là rất viển vông nhưng mà anh em cứ làm đấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em làm luôn nhá, được chưa? Làm nhanh luôn đấy, ai xem video làm nhanh luôn thì còn mấy tiếng nữa thôi. Thì bước 1 thì nó bắt các bạn là join vào cộng đồng gọi là thằng Twitter này, Telegram này, bây giờ bạn ấn vào để bạn join. Thì nó chuyển các bạn đến một cái thằng của thằng Telegram thì các bạn ấn join cho mình nha. Rồi. Những quả Android về thì anh em quá quen thuộc được chưa? Thì các bạn đã quay về form cho mình. Đó. Rồi nó bắt join kênh thứ hai này, Telegram. Rồi, ấn vào thì lại ra các bạn ấn join cho mình, được chưa? Rồi các bạn lại thoát ra phần form ấy. Rồi. Thì đến cái bước 3 về thì các bạn lưu ý cho mình nha, được chưa? Thì để mà làm nhanh thì lưu ý cho mình. Đấy, nhìn mình đây này. Được chưa? Các bạn sẽ sao chép cái chữ lát này. Đấy, sao chép chữ lát này này. Các bạn ấn giữ cho mình. Đó, giữ chữ lát với chữ đồng tiền này. Đấy, đó. Được rồi. Từ từ mình sao chép không? Sao chép cái này khó đấy. Đây, chữ lát với chữ đồng tiền BTC này. Đó. Thế các bạn chép cho mình. Được. Đó, chép cái chữ lát với chữ BTC này, có thăng và có đồng tiền đô này, được chưa? Rồi các bạn sẽ kích vào đường link thứ ba, đấy bước thứ ba cho mình, được chưa? Đấy, làm như vậy nó nhanh hơn. Rồi nó bắt các bạn là follow với retweet lại bài viết mà, được chưa? Rồi nó chuyển các bạn đến cái trang của nó, được chưa? Nó bắt các bạn follow này, thì mình làm cái follow cho nó uy tín này, bật cái chuông thông báo cho nó rực rỡ này, được chưa? Tất cả đi. Rồi các bạn sẽ kéo xuống, rồi các bạn thả cho nó quả tim. Đó. Rồi các bạn ấn vào phần này. Tweet lại. Trích dẫn lại nha, các bạn ấn trích dẫn lại cho mình. Trích dẫn tweet này. Rồi nó chuyển bạn giao diện như vậy. Thì các bạn sẽ cái vừa nãy các bạn sao chép ấy, thì các bạn dán vào đây cho nó nhanh, được chưa? Rồi. Rồi, xong các bạn tăng thêm 3 người bạn vào, được chưa? Ok. Đây. Phản đưa. Tìm ông nào mà gần đây quẳng nó vào luôn đi. Đang gì thời tiết đâu. Không công nào vậy? À đây. Rồi, ba người khi các bạn được ba người về y viết đi như vậy cho mình, tăng thêm ba người bạn về thì mà ấn tweet lại cho mình, được chưa? Tweet lại cho mình. Rồi khi các bạn tweet lại thì ấn xem cho mình luôn nhé, ấn xem luôn cho mình. Đấy, xem cái bài viết ấy. Được rồi. Rồi ok, vậy là xong tất cả các bước này nha, được chưa? Thì vừa nãy mình bảo là gọi là xem ấy, xem thì các bạn có thể sao chép đường link cho nó nhanh ấy, thì làm nó nhanh nhưng mà cái này nó xuất ra nhanh quá nên mình trực bấn thì tí nữa ấy lại, được chưa? Rồi các bạn sẽ cao xuống, các bạn điền mail của bạn vào này. À, ví dụ mail của mình là Vũ Túc Đầu. Ok. Ok, các bạn sẽ điền mail của bạn vào đó và tên người dùng của thằng Telegram ấy, được chưa? Tên người dùng mình như là cái gì thì mình xem nào. Tên người dùng các bạn đã quay thằng Telegram xem tên người dùng là cái gì. Đó, các bạn kích thẳng vào đây cho mình để xem tên người dùng. Đó, anh Túc Trinh Tư. Các bạn nhớ viết là có a còng chữ ở đầu với nha. Rồi, tên người dùng Telegram. Rồi, ok, nó bắt các bạn tên người dùng Telegram thì đây, tên người dùng Telegram của mình đây. Thì các bạn sẽ sao chép cái này cho mình. Đấy, tiện thể luôn thì các bạn sẽ vút xuống cái trang cá nhân của các bạn ấy nè. Cái trang mà các bạn vừa tweet ý, thì các bạn sao chép đường link cho mình này. Sao chép cái, để ấn vào cái phần này này, để sao chép cái liên kết, được chưa? Rồi, sao chép liên kết. Rồi, mình ấn vào đây để xem tên người dùng đó. Rồi, quay lại cái phần phần nền form này. Rồi sẽ điền tên người dùng Twitter. Cái này Twitter quên, xin lỗi các bạn nha. Rồi ok các bạn, khi các bạn điền tên người dùng Twitter của bạn xong thì các bạn xuống đây cái liên kết retweet này, được chưa? Thì cái liên kết vừa nãy mình hướng dẫn các bạn sao chép vào đây thì nó ở trong cái retweet ấy, các bạn tweet lại thì các bạn sao chép liên kết ấy, thì mình vừa hướng dẫn các bạn gọi là sao chép liên kết đấy thì các bạn sẽ dán vào đây cho mình. Đó ạ.
khi các bạn đó các bạn dán này đó. Cái bài status vừa nãy các bạn đăng ấy, các bạn sao chép vào xong bạn đã dán vào đây. Rồi địa chỉ ví BSC các bạn có thể dùng ví MetaMask đấy hoặc ví trước wallet được chưa? Đều được. Thì ở trên cái nền tảng BSC ấy, dạng BLB Smart Chain ấy được chưa? Nếu mà ví trước ấy còn MetaMask là BSC được chưa? Các bạn nào mà chưa biết cách ép ví của thằng BFC thằng MetaMask ấy, thì có thể kích vào đường link dưới phần mô tả, mình cũng có để ở đó để các bạn ép vào được chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ lấy ở ví trước cho nó nhanh. Rồi mình lấy cái ví trước cho nó gọi là nhanh, như cái kia làm lâu lắm thì còn 3 tiếng nữa rồi, mấy tiếng nữa rồi, qua 12 giờ là hết được chưa? Rồi phần address bạn ghi cho mình là a còng Minh Túc nha. 94. Ok dạ. Đó, thì các bạn kiểm tra lại một lần nữa. Đây, tên Red này, Minh Túc 94 này. Đó, tên mình đấy, được chưa? Bạn yêu quý mình thì để cho mình tên vậy. Đấy. Thì khá ok rồi. Thì các bạn sẽ ấn gửi cho mình. Khi các bạn kiểm tra xong các bạn ấn gửi cho mình, được chưa? Thì đấy, thì nó bảo là câu trả lời của bạn đã được ghi nhận. Đấy thì cái kèo này kèo cực kỳ ngon đấy, thì anh em cố gắng làm nhanh nha. Thì nó hơi vội một tí đấy, vì nó quá gấp quá rồi nên là mình hướng dẫn sơ sài, hướng dẫn 5 cái của nó sơ sài quá thì anh em thông cảm nha. Đấy thì bây giờ anh em xong xem xong video này thì làm nhanh cho mình nha, thì còn mấy tiếng nữa thôi thì cố gắng vậy nha, thì để mai xem như nào được chưa. Bây giờ chào tất cả mọi người.